Đấy, ông hùng cua đang gáy. Vâng, bài của Min Oan đến từ về lớp thì kích 930. Ngựa giò nở ra thì ông vác dân ông lên ôm bom. Chốt mấy cái e tại nhà BL. Vâng, đây, chỉnh rồi mà. Lag à? Đây chỉnh rồi mà. Đây nó chậm hơn, cái này nó chậm hơn. Chậm hơn tầm khoảng 40 giây. Vâng, tỷ số là 1-0 trận đấu thứ 6. Đây này, thấy 1-0 rồi này. Chậm hơn này. Anh bên nào đây? Chắc là vừa lang thang trên Gunny à? Vâng, tỷ số là 1-0, trận đấu cuối cùng, cố gắng gỡ hòa nha. Cố gắng hòa C. Chốt 6C. Đấy, lúc nãy sang Senpa cũng thua, Kata Roman cũng thế thôi. Bây giờ thì lúc nãy thì thua, cầm Senpa thua thì anh em trúng trụm vào chửi. Bây giờ thắng là chả thấy ai khen một câu. Chán thật. Yamato. Vâng, đội bạn là Iaper, mình là Iapan, rất cần nhau. À, Panper, mình là Iapan. Hoàng Mai Nhi là người cầm Pamiran. Bên lớp là người cầm Mia, bên kia là Panper. Gunny là người cầm Pamiran và Persian là của game thủ. He. Chốt 6C rồi anh em ạ, à. Chốt 6C rồi. Vâng, đúng cái trận mà tôi xác định là thua rồi tôi lại cũng mất tập trung bình luận thì tự nhiên lại thắng. Vâng, bãi quả là 6 cây dành cho game thủ phía lớp. Bảy hiệu cạnh bãi quả luôn, bãi vàng cạnh luôn bãi quả. Vâng, dừng thông khó đây rồi. Màn hình máy của game thủ bằng Mai Nhi, anh cầm Pamiran. Vâng, cả bốn quân đều có khả năng ghép đời. Và đội bạn đánh giá tuyển hơn khoảng ghép đời khi là Pan và Pơ. Một bầy hươu gần dành cho Pamiran. Bách đang cố gắng tìm thấy. Vâng, tìm kỹ chân hướng 12 giờ xem có gì không. Không phải là bãi vàng không nhờ? Không phải, chỉ là một mỏm đá nhỏ nhỏ thôi. Cạnh với cánh rừng thông, tôi tưởng là bãi vàng. Pan khung nhà nhá. Vâng, tôi cần đồ ăn. Thế nhà gần đã thấy rồi là có thể một thế nhà có thể đánh chắc nhà được. Thêm một cánh rừng mặt chính diện không? Vâng, thêm một cánh rừng mặt chính diện thôi nào. Xin đấy. Bảy hiệu đang rất ngoan, bảy hiệu năm. Có voi. Đôi 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 nào, đôi voi nào. Tôi vẫn đang hy vọng đấy là đôi voi. Liệu rằng có là hai hay không? Bị cắn kìa, một con thôi, đúng rồi, một con dân ban không thể chết được. Ô, ui giời, ôi, còn đúng một tiết thôi, tởm thật đấy. Bên lớp bên này thì bài đang là 15 dân, có thêm hiêu và có thêm quả phụ ở phía ngoài. Cố đầu hơi xa, cùng cánh màu một Gunny, người cầm Pamiran, như vậy là IA của cánh Pan khả năng bị phá đồ và ăn tranh cực kỳ cao. IA cùng cánh Pan. Bãi quả nếu như bị ăn tranh thì chúng ta cố gắng ăn sớm. Vâng, và cần thiết thì vẩy những cái móng BB hoặc BE ở đấy luôn. Tôi nghĩ là cũng không đủ gỗ vẩy BB. Chỉ có may ra chỉ kịp vẩy BE thôi. Nếu bạn chưa có dân thì mình được quyền vẩy. Đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Máy Nhi. Trở lại với Pan. Có vẻ như chỉ là một voi. Vâng, bầy hươu to mặt này, như vậy là đồ thì tính là có lẽ là đã đủ. Nhưng chúng ta cần phải dò kỹ những cái vị trí mà chúng ta đang sót ở nhà của mình. Biết đâu đấy là những vị trí có voi. Một thêm một voi nữa. Lại là voi đơn. Tại sao không phải là hai voi ở hai vị trí như thế này? Thì là bài mắc binh của Pamiran. Kích 635 với một bài Pan tìm thấy quả đầu sớm. Một bầy hươu năm về nhà. Bây giờ thì câu voi về, một bài hai voi, một bầy hiêu. Hiêu phụ to phía trên, hy vọng bảy. Trở lại với lớp bên này, với lớp anh đang có được một trận thi đấu cầm Yamato và ăn tranh với vâng, ăn tranh với Pamiran ở bãi quả. Ui giời. Ui giời. Cuối cùng thì đã vẩy được cái BB. Kích đời 750.
Vâng, một cái S để ăn hai con voi và ăn vàng luôn trên này nếu cần. Chắc chắn rồi. Vâng, như vậy là đặt cái S và khiến cho dân của Bamiran đang phải đi vòng. Bên này thì Hoàng Mai Nhi tiếp tục thêm một voi nữa này. Không phải, con voi này, con voi quay đầu từ lúc nãy. Bách đến sớm đấy nhá. Rồi, cục xuống. BM Bơ 24 dân, Pan 19 dân. BL. Vâng, đóng nhanh nhà điều kiện. Kích 920 bài này. 920 được không? Gỗ đủ nhưng thực thì đang dồn lên chưa kịp. 9 sớm. 930. Vâng, 930 bài này. Đây sẽ là bãi vàng của Pamiran. Vâng, màn hình máy về lớp. BM, BL. Khả năng là về lớp cần đánh đúng cánh thì không cần chọc gì đâu. Hoàng Mai Nhi. Hoàng Nhi lên sớm này có lẽ là chơi được sòng phẳng với Persian luôn. Giá như cái bãi hiêu kia đổi thành bãi quả thì là mắc binh nhất. Để lực lên đời là khỏe hơn. Công giáp vẫn sẽ đầy đủ thôi. Nhưng chúng ta phải ra ruộng. Đây 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 đây. Giá như tìm thấy bãi quả. Không sao anh, không sao, không sao. Thực ra thì tôi vẫn thích là có thêm bãi quả này trước. Thì ăn xong bãi quả này chúng ta sẽ ăn bầy hươu. Và bầy hươu ở trong sát góc thì cái việc tìm ra là khó hơn. Bãi quả này chắc chắn đội bạn sẽ đi dò và gặp luôn bãi quả. Nên chúng ta bú ở đây. Vâng, về lớp xoay ta mà báo về Persian vừa đào vàng thôi. Con ngựa dò đang đi sai hướng. Đâu nhở? 6 giờ, 6 giờ, về lớp đang đẩy được vào nhà mồ 1. Mồ 1 Gunny. Ô, thế nhưng đội bạn gần nhau thế cơ à? Hay là 9 giờ đấy? Gặp mồ 7 rồi, Bách gặp mồ 7 rồi. Mồ 7 là game thủ he he, là người cầm chém Persian. Bãi vàng đã bo kín dành cho Per. Đang đóng P thì phải. Khả năng đấy là nhà P. Màn hình máy về lớp báo về là Pan ăn hai quả phụ là bài Pan khỏe. Per chọc chéo. Pơ chọc chéo. Đóng L2 hay P. Như vậy đóng P. Lực khỏe lên bánh xe không? Nếu như lên bánh xe thì đủ lực lên luôn rồi. Bánh xe luôn. Ok. Hai giò đang chơi chết con giò của Pamiran. Và đấy còn có khá nhiều dân. Bo 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 bo. Rồi. Vâng, Hoàng Mai Nhi đang ăn được dân của mồ 1 này. Vâng, dân này là dân của Pamiran, một loại dân rất đắt. Và nhận thấy chúng ta không có giáp, đập luôn. Nhưng các bạn đã bắt đầu có lạc đà về thủ. Vâng, bãi vàng của Pamiran này. Lớp đi vòng đi lớp, bãi vàng đang hở mà anh chém cái gì đấy. Vâng, đang bắt tay ở nhà. Vâng, phu 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 phu. Không được, không được, không được. Bãi vàng này sẽ kín, bãi vàng này sẽ ấm. Pamiran nó chưa lên bánh xe thì còn lâu bãi vàng này mới bị công. Còn lâu bãi vàng này mới bị công. Màn hình máy của game thủ và Hoàng Mai Nhi. Timeline là 23/32. Bánh xe có từ khá lâu và bây giờ chúng ta sẽ chuyển dần sang cung R. Nâng chặt gỗ luôn. Vâng, đang dắt lạc đà. Đánh chết hẳn Pan Pamiran không? 2 đánh 1 được. Vâng, chém sư tử để cho con phù thủy đi lên và ổn hơn. Nhận thấy đội bạn có phù thủy cho chúng ta chuyển cung R sớm. Vâng, cung R nở ra rồi, đẩy luôn anh ơi. Cung R đẩy nào. Bên này thì Velop bắt đầu nở đều phù ra. Cố gắng đi vào bãi vàng. Vào 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 vào. Pan chết vàng nha Bách nha. Có anh xe chưa nhở? Có anh xe rồi. Dành cho game thủ Pamiran cầm 1-1 trong trận đấu này là Gunny. Chúng ta hai con phù đang đứng để vâng đợi lạc đà và đợi quân của bạn lên đây để vâng để chơi. Vào 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 vào. Tinh tế lắm Gunny ơi. Gunny. 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 Gunny, Gunny. Ơi được 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 được. Phù được cái ai có lạc đà trong tình huống vừa rồi. Bách ơi, phù đi Bách ơi. Gunny, Gunny, Gunny. Bách phù thế hết mana. Vâng, Bách đang khá khỏe bài này. Lên là trận gỗ được khá khỏe. Pamiran chết đấy. Thế trận 2 đánh 1, tôi không tipper quá quân. Ô đây 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 đây. Bắn được một con phù thôi. Cẩn thận nha, nhiều phù lắm đấy. Giật về. Về về lớp ơi. Giặt 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 về 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 về. Đánh chậm mày là thắng mà, đẩy phù đều lên. Về lớp nhiều gỗ ăn lắm này. Bách lấy gỗ không? Bách cũng đang đầy gỗ. Giá mạnh ruộng lên. Bách chuyển cung nào, Bách chuyển cung nào. Không thế trận này cũng chả phải chuẩn 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 của Nga vì Per Pamiran chết rồi. Sẵn phù đầy lên. Đập.
gắn đi, gắn đi, gắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Kìa kìa kìa, chém nó kìa, chém nó kìa. Back lớp để ý nào. Ăn thua tuần này, Kunga đã là hài áo nhưng bao nhiêu Kunga cho đủ. Thoải mái đi, bài thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Vâng, như vậy tỷ số sẽ là 2-0 trận đấu thứ 6, cố lên. Tầm xa luôn, Persian chuyển cung thì sẽ chết thôi, không có cửa. Persian chết siêu siêu sâu rồi. Gunny, Gunny, Gunny. Vâng, Kunga mới tụ được 1-2 turn thôi, tầm khoảng 6-7 con. Bao nhiêu Kunga cho đủ với đống lạc đà và cái đống cung R này đây. Vâng, phù thủy chúng ta vẫn đang sóc đều. Vâng, Persian vào hết đây. Vâng, về lớp tham lai đang là 24, Yamato mà đang có lạc đà là hai con lạc đà và rất nhiều chém. Hoàng Mai Nhi tham lai là 33, không cửa thua nhá. Tôi xin tuyên bố là không cửa thua luôn. Chuyển Kunga xong rồi, sắp xong rồi. Còn gì ăn hoang không, về ra ruộng cũng được. Bên kia về lớp đang đầy gỗ anh ơi. Không, cũng không có gỗ khi vừa tăng thêm nhà BL. Vâng, tiếp tục ra thêm ruộng, tham lai là 26, đội bạn tổng tham tầm 40 là căng. Tham lai đang đi một chút, chúng ta là bên ngày là 26, Hoàng Mai Nhi là 35. Như vậy tổng tham chúng ta đang là cho là 70 đi, thì đội bạn tầm khoảng tổng tham là 50, 50 hoặc là sợ 55 gì đấy. Vâng, tham lai đang nổi lên khá ổn. Bên này là 27, còn game thủ Hoàng Mai Nhi là tham lai của người chuyển Cung A thành công sắp xỉ 30. À tôi nói 40, sắp xỉ 40. Vâng, ba nhà BA đang nở rất đều và đây là một tình huống phù. Và được mấy con? Ồ, được phù được một cháu thôi. Vâng, những con chuyển dần sóc chém nha lớp nha. À tôi nhầm, lớp cầm IA mà. Làm gì có lạc đà đâu, lạc đà ông là ông phù được đấy. Lạc đà phù được của ông lớp đấy, chứ không phải là lạc đà mà ông nở lạc đà đâu. Vâng, Persian các loại cung Nga ghẻ về tầm xa. Giáp thì có lẽ là cũng cố gắng, vâng, cắm mặt, cắm đầu lên cái giáp 4 để chống lại những con ngựa chém của chúng ta. Nhưng Hoàng Mai Nhi sẽ tận dụng triệt để cái lợi thế hơn tầm xa và những con lạc đà đảo. Ô kìa, giật lạc đà lên anh. Không ăn được, giật đi. Giật lên trên dốc, vừa mất tay một tơn, mất một tơn cung Nga không đông đâu. Chạy lên vàng đi. Về lớp về là bắt được tơn này đấy. Ô, màn hình máy của Hoàng Mai Nhi. Tham lai là 50, 45-50. Vâng, cẩn thận nha, lớp về đây nào, lớp ơi. Thôi, đuổi mấy con lạc đà làm gì. Cần phải phối hợp nha, cẩn thận đấy, lạc đà Persian tụ vào đây nha. Tiếp tục bè à. Kìa, đang đứng trong ngay cái bãi vàng ấy. Đội bạn đang có lạc đà đảo. Có vẻ không? Vâng, giáp 4 luôn. Rất nhiều chém. Vâng, lúc nãy mà phối hợp với nhau như này thì phải ngon không? Persian bây giờ thì có lẽ rằng sẽ chuyển sang cái thể loại đấy là vẫn sóc lạc đà để đảo vì Parmesan không còn được lạc đà nữa. Vâng, Parmesan bây giờ đang đi quản bản đồ. Hoàng Mai Nhi tham lai 54. Vâng, tiếp tục ăn thêm vàng. Giáp 4 tầm xa 7-2. Lạc đà đảo, à chém đảo với lớp kia, đang chuẩn bị đấu quân kia lớp kia. Vâng, với lớp quay lại rồi nha. Bách có dí vào không thì vào. Lớp đảo đi lớp ơi. Chúng ta hơn tầm xa và đang có chém đảo. Lùi một tơn. Với lớp đi trước. Cung Nga là lướt theo sau. Lạc đà bàn, tính cơ động cao, đang chặn rất khó chịu. Không sóc phù đấy, nó mất tay đi. Chứ bây giờ đuổi theo sao nó được, lạc đà van mà chém đuổi sao được. Hoàng Mai Nhi đang đứng kê cho game thủ cái lớp ở nhà. Vâng, tốc độ phát triển của Parmesan thì nó sẽ vẫn tuyển hơn Persian. Persian không đánh xe thì hay lắm. Mưa bao nhiêu vào đây cho đủ. Chúng ta hơn tầm xa và đang bị mít e. Không, bên này không có gỗ đâu. Các bạn xin gỗ nhưng bên này cũng không có gỗ. Tự thân vận động thôi. Hoàng Mai Nhi đang tiếp tục đấu cùng và chúng ta đang có một dốc cao. Tiếp tục di lên. Tham lai. Tham lai chúng ta tươi mà tham lai pan, tham lai đè thế này thì. Vâng, bên họ có van nhưng mà van họ van bé và van mình to.
Rồi bây giờ thì vất mấy công hà đấy để bảo kê cho khoanh ruộng của game thủ Vlub. Hoàng Mai Nhi tham lại 8-2. Mắc công nghệ của công Nga. Đi đây anh kìa, liên tục mid đang đóng nghe rồi. 7 nhà BA đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi đang di lên. 33 dân bên mình, 36 dân. Ui giời ơi. 36 dân Pan. Còn đội bạn chỉ là 33 dân Persian. Cái hệ dân cả đời đi bộ. Sóc tiếp đều nhà BA lên. Màn hình máy game thủ Vlub. Vlub đang báo về là bị cung Nga của Persian đẩy lên nhà Vlub. Đội bạn đang muốn đẩy lên vì cái hướng kia đội bạn không thể đi công được vì con dốc rất cao. Hoàng Mai Nhi đang di lên. Nhưng tên này thì chúng ta đang bất lợi khi đang đứng ở dưới dốc. Tham lai là 1 lít. 4 con lạc đà Pan. Vlub vẫn đang bắt lẻ được công Nga của đối phương. Tiếp tục tăng Nga đều. Ăn mạnh vàng nào đây. Đào vàng không chưa. Đấy, bắt gọn tôi này. Ô sao ít thế nhở. Đâu tuần to đâu rồi. Tuần to đâu lớp. Có một tuần qua to cơ mà. Sao ít thế này nó giật đi đâu. Đây đây đây, giờ đằng sau, giờ đằng sau. Biết ngay mà. Biết ngay chắc chắn có một tuần nữa. Tuần này đấu được không thì chúng ta hơn tầm xa. Nhưng mà bạn đứng trên dốc. Có mấy con cung Nga ghẻ này mà đuổi á. Vào hết đây hồ tôi gái. Ăn mạnh vàng nào, anh mạnh vàng nào. Bung BC và bung nhà chính ra cướp dần cái bãi vàng trên bản đồ. Để nay trồ luôn. Rồi bắt tay với một rồi. Ông đảo nữa đi, đảo nữa đi. Đảo nữa đi. Lào nó băm. Lào nó băm thì mình bỏ nay trồ. Ồ. Vâng, tôi này ăn được thì hè hè đang đi lỗi cung R. À tôi xin lỗi cung Nga. Hè đang đi lỗi cung Nga. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chiếm được con dốc cao. Và chúng ta thấy được một tầm xa nó lợi thế như thế nào trong tình huống đấu quân vừa rồi. Bắn đi anh lạc đà. Ôi trời, lạc đà chạy giữa đội hình không bắn. Vấn đề bắt tay. Không, ý là chỉ vào thôi. Tên đấy mà chỉ một phát là chết luôn. Cứ chỉ một phát là chết luôn. Đang đây là một gần 20 con cung Nga. Cần phải chọn một cái hướng đi quân nào nó đẹp vào. Vì cung Nga là một loại quân rất khó để rút lui, rất khó để di chuyển. Chỉ cần đi lỗi một tên thôi là biết bắn nhau ngay. Về lớp thăm lai là còn 9 thôi. Vẫn đang cố gắng bắt một lời đều. Bên này thì Hoàng Mai Nhi không lớp, anh chạy hẳn tay chạy thẳng ở nhà về Bách mà hồi này trước mặt nhà Bách cái này. Khả năng là sẽ phải ăn vàng ở đâu đấy đi. Vàng đã khan dần rồi đấy. Di dần dần lên thôi, di tung tí một thôi. Đây 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 đây. Cái tội là kém tầm xa nó khổ thế đấy anh em ạ. Vâng, bắn chết, bị bắn chết rồi mà không biết là bị bắn ở đâu. Ô, ô, đông quá, đông quá hè ơi, đông quá, ôi giời ơi, à không, mặt kia hè đông, mặt này hè đông, Nga di chuyển chậm thật đấy, siêu chậm luôn, nhưng chúng ta đang lợi thế về tầm xa, nhìn thì có vẻ là đứng xa nhưng chúng ta vẫn với tới được, và hè quyết với tỷ số là 2-0, tỷ số là 2-0 trong trận đấu thứ 6.